Bệnh nhân này là một trường hợp điển hình của ung thư buồng trứng tái phát, được phát hiện bệnh lần đầu vào năm 2021, đã được phẫu thuật và điều trị. Tuy nhiên, sau đó hơn một năm, bà phát hiện tái phát và di căn sang buồng trứng còn lại. Bệnh nhân nhập viện và được thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ buồng trứng, nạo vết hạch di căn, sau đó kết hợp hóa trị và thuốc nhắm trúng đích, dạng viên uống hàng ngày. Tuân thủ phác đồ điều trị đích gần một năm qua, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục khá tốt. Từ lúc phát hiện cho đến giờ thì là vẫn sức khỏe thì vẫn bình thường, chỉ có cái lúc mới mổ thì là sức khỏe nó gầy, nó yếu đi một chút, xong rồi cứ về ăn uống điều trị các thứ thì là sức khỏe dần dần hồi phục trở lại bình thường. Đến bây giờ thì là sức khỏe cũng bình thường. Các bác sĩ cho biết ung thư buồng trứng thường khó được chẩn đoán ở giai đoạn đầu do bệnh diễn tiến âm thầm với triệu chứng không rõ ràng. Hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán là ở giai đoạn tiến xa hay còn gọi là giai đoạn 3, 4 nên tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 30%. Tuy nhiên gần đây có những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị duy trì với các thuốc ức chế PARP đánh vào cơ chế sửa chữa ADN của tế bào đã giúp kéo dài được thời gian sống thêm cho người bệnh. Về cái việc mà điều trị cho bệnh nhân giai đoạn tái phát di căn ấy, thì hiện nay chúng tôi cũng có rất là nhiều phương pháp. Vẫn dựa trên kết hợp điều trị đa mô thức, chúng tôi vẫn kết hợp phẫu thuật, vẫn kết hợp nội khoa, vẫn kết hợp hóa trị, vẫn kết hợp cả các thuốc điều trị đích. Thì hiện nay thì cũng có những cái phương án điều trị nó rất là tốt và cho cái hiệu quả nó rất là cao. Các phương pháp điều trị đích mới, ví dụ như là các thuốc kháng tăng sinh mạch, ví dụ như các thuốc ức chế PARP, thì cho thấy là cái hiệu quả điều trị khi mà kết hợp hoặc là điều trị duy trì với hóa trị thì sau hóa trị thì có thể mang lại thời gian sống thêm nó dài hơn rất là nhiều. Thì đấy là những cái tiến bộ về mặt gọi là thuốc men cũng như là các cái phương án điều trị. Ung thư buồng trứng thường không có biểu hiện điển hình nên khi có các biểu hiện thì đã ở giai đoạn muộn. Hơn nữa bệnh hay tái phát nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Bệnh nhân có thể phải điều trị nhiều lần, do đó ảnh hưởng đến kết quả điều trị cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Việc ứng dụng điều trị trúng đích dạng uống với cơ chế tác động lên khả năng chỉnh sửa DNA bị tổn thương của tế bào có thể xem là một tiến bộ vượt bậc mở ra cơ hội sống cho người bệnh. Việc bệnh ung thư buồng trứng nó có thể tái phát trở lại thì nó là một cái diễn biến phổ biến. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có nhiều các phương án để lựa chọn điều trị cho bệnh nhân. Điều quan trọng nhất đó là cái việc bệnh nhân cần phải tuân thủ điều trị, cần phải theo dõi khám sức khỏe định kỳ để chúng ta có thể phát hiện sớm ung thư buồng trứng, cũng như khi đã điều trị rồi thì chúng ta phải phát hiện sớm các tổn thương tái phát để có thể can thiệp một cách phù hợp nhất cho bệnh nhân. Và rất nhiều bệnh nhân chúng tôi điều trị thì mang lại hiệu quả cũng rất là khả quan. Mặc dù đã có những bước tiến mới trong điều trị ung thư buồng trứng, tuy nhiên điều quan trọng nhất giúp cho việc điều trị hiệu quả chính là cần phải được phát hiện sớm. Do đó, khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, người bệnh cần phải đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đặc biệt là việc tuân thủ phác đồ điều trị và liên tục là hết sức quan trọng khi áp dụng phương pháp nhắm trúng đích.